bóc thêm cái miếng này luôn nè, quay lấy đây nè, này bỏ vô luôn, gói lại, chấm nè, chấm phải đậm đà vậy luôn, nghe không? Rõ không? Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nhỏ nhỏ để mình đăng lên trên YouTube của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi hái rau và ăn bánh xèo các bạn ơi. Mẹ mình đang đổ bánh xèo trong nhà, giờ mình sẽ đi hái rau đồng nha các bạn. Trước tiên hái là mình sẽ hái cây này. Các bạn biết cây này là cây gì không? Cây điều. Ăn bánh xèo rất là ngon luôn. Ngon lắm nha các bạn, phải hái lá non nha. Trời, lá nó bự nè, tổ cha không? Nha. Ôi trời ơi. Nạt. Cái này là hái rau ngoài ruộng nha các bạn ơi. Ngoài vườn nha. Lá này là lá điều các bạn. Lá điều ăn bánh xèo ngon lắm. Mình sẽ hái vòng vòng quay lại cho các bạn coi cái vlog nhỏ nhỏ của mình nha các bạn. Lá tổ cha. Tổ cha. Cười. Đó. Các bạn ơi, hái rau ăn bánh xèo phải hái rau vườn nha các bạn. Hái rau ngoài không ngon đâu. Bữa hơn cái bắt mặt của mình đó. Bây giờ mình sẽ hái nhiêu đây, mình sẽ tạm dừng đi, mình sẽ gặp nhau hái tiếp. Ok. Đây. Đây là mình hái được như lá điều đây nha các bạn, lá điều nha. Bây giờ mình sẽ đi hái rau tiếp. Rồi tiếp theo là mình hái cây này nha các bạn. Cây này là cây gì quên mất tiêu rồi ta. Rau dừa, rau dừa. Không phải rau dừa. À, rau gì ta? Cây này bánh xèo rất là ngon luôn á. Cũng lắm nào. Ở ngoài vườn trồng mấy cái cây này nó tự lên nha các bạn, chứ không phải là trồng nha. Nó tự lên á, bởi vì nó tốt lắm. Chứ hổm ngày mưa á, nó tốt. Tươi, tươi. Tốt ghê không? Tốt ghê không? Thấy rõ không? Phóng gần lại. Phóng sao được? Kéo cho màn hình nó kéo gần lại đây. Thấy không? Ừ. Đó. Nhìn lắm các bạn ơi. Trên cái đường mà mình qua nào, trên cái đường mà mình đi hái rau các bạn, mình vô tình mình thấy cái lợp. Bây giờ mình sẽ dở lên thử có cá không nha các bạn ơi. Ý. Ý. Ui. Ốc chứ cá gì vậy? Cá dày. Cá lu kiến nè, không cá lu kiến nè. Chứ con cá dày. Cá bóng nè. Không phải cá bóng. Coi gần lại coi. Cái này cá bóng không ngợi. Cá dày. Ý có ốc bu nữa nè, cái này mà vô mình có cua nữa nè. Cái này mà để đây, mai mốt mình sẽ qua, mình sẽ quay một cái clip về ẩm thực ăn ngoài ruộng luôn, ok không? Cười. Đi tiếp. Sẵn mình ra đây mình hái rau cho các bạn câu ấy, mình sẽ quay lại cái quá trình mà cắt lúa chưa có hoàn thành của cha mình nha, của nhà mình nha. Hiện tại là mới cắt có cái bể lên đó à, qua chút xíu nhưng trồng trồng bên đây rồi. Mấy cái chỗ mà mới xới các bạn, bơm nước rồi xới lên trắng đó là mới cắt được có nhiêu đó thôi. Còn bên đây, miếng bên đây dưới bên kia thẳng lên chở là chưa cắt các bạn, chỉ mới cắt được cái miếng này à, tại vì xạ hai bên nó khác giống các bạn nên cái nào chín trước thì mình cắt, ok. Mình bạn thấy cái mấy cây nó không, không gần lại cái cây không thấy rõ lắm nó, thấy cái cục đen nó đang chạy không, nhỏ xíu à, nhìn lên cái cây à, nhỏ xíu à, đó là tía mình đang chế trên đó các bạn. Tía yêu của mình đang chế đất trên đó đó. Bây giờ chắc là mình đi vòng vòng mình hái rau xong rồi mình sẽ đem lên tia cho tía mình. Ủa hôm nay chạy xuống kìa. Thấy không? Đó đang chạy xuống đó. Cái cục nhỏ nhỏ. Bây giờ mình sẽ vô bánh xèo, mình sẽ đem lên cho tía mình một hai cái để ổng ăn chán miệng trong cái giờ làm việc xới đất của ổng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi hái rau tiếp. Và bây giờ mình cũng không biết hái rau gì nữa, mình chỉ biết hai loại rau, hai loại lá thôi à. Bây giờ tắt đi mình. Các bạn thấy không? Nhà mình thấy không? Bưởi kìa, bưởi nè, cái bưởi nè, cái bưởi nè.
à, quay trái bưởi, ngồi xuống quay mấy trái bưởi cho các bạn coi coi. Trong đó đó. À, cái bưởi của mình đó các bạn, mình đợi nó chừng dạ. Tuần, 2 tuần nữa nó cái da mà nó vàng vàng á là nó chín các bạn, ra xẻ thịt nó ăn luôn. Rồi có trái bưởi rớt dưới nước này, qua đó quay trái bưởi nó chìm dưới nước đi. Ờ, hay như vậy cái nó còn phóng gần gần lại nha. Đó, đó, thấy không? Còn mà đây, đây là cái loại rau ít người ăn, cái loại lá các bạn này, bỏ đố các bạn lá lá là lá gì? Đố mày đúng không? Xài. Cái này là lá xài nha các bạn. Các bạn nhà mình nuôi gà ngỗng hơi nhiều nên các bạn hơi ồn. Bất cảm nha. Là lá xài nha, ăn cái bánh xèo rất là ngon luôn. Nó dạng chưa ăn bao giờ luôn. Ăn nó chua chua ngon lắm. Đó, bây giờ được một gỗ rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp. Ôi, nội cháu, ui trời. Lá nè. Lá nè. Đi chút sẽ bị dắt đeo rồi nè, lá không? Mấy con à? Hai con dắt luôn. Ủa rồi, coi con có không? Không có, tại nãy anh lội vô xong mất. Nè, các bạn thấy hồi đó vậy các bạn trên dân Sài Gòn làm gì? Quay gõ coi. Dân Sài Gòn làm gì biết hai con này? Không giết nó hả? Giết cho chết tao giết. Dài lắm. Trời là trời, nãy giờ không thấy ha. Ôi ôi. Trời mới thấy nè. Trời. Ăn một cái cho tới trước là ổn tới không chuyện luôn. Là trời, cái lá nó bự cái anh nội ơi. Cái đó uống một cái một cái bánh xèo á. Ờ. Ơi trời cái lá kìa. Bự ghê không? Ê, to hơn cái bụng em luôn. Đi, quán thử ra. Lá bổ mạnh. Bạn nhìn khắp giờ nó đều chưa? Nè, này lá xài. Lá xài thì mình quên lỗi ra là cao gì luôn á. Dùng nữa. Mình sẽ... Đây là cao đồng các bạn ơi, bây giờ mình sẽ... Hello các bạn. Bây giờ mình đã thưởng thức dưa bánh xèo mẹ làm với các bạn. Cái gỗ gạo. Nãy giờ hai anh em tôi đi hái. Ôi trời ơi. Cái nước mắm. Tới không? Tới không? Tới cái kia. Nè, quay cái gỗ gạo cận cảnh mấy cái này các bạn. Luôn. Đây là cái lá. Cái lá điều các bạn. Nè, lá điều. Đó. Hơi đắng không? Còn lắm. Thôi ăn thử đi, ăn mấy lá thử đi. Dưa leo. Quay mấy cái này luôn, nên có đói nè. Bánh xèo. Xé một cái. Gói cầm lá chuối vô quốc luôn. Nhưng mà bóc thêm cái miếng này luôn nè, quay lấy đây nè. Này bỏ vô luôn. Gói lại. Chấm nè. Chấm phải đậm đà vậy luôn. Thấy không? Rõ không? Bỏ miếng nè. Mmm.